trước khi mà bạn bước vào lĩnh vực kinh doanh nào đó, một dịch vụ nào đó, phải nâng cao kiến thức của mình lên. Nhờ có chị và toàn bộ những cái đồng đội của em thì em mới có được như ngày hôm nay. Thì nhân cái buổi ngày hôm nay thì em muốn gửi lời cảm ơn tới Post Duyên. Ai cũng có ước mơ, và thật sự là em muốn chia sẻ, đó là người mà kiến tạo ước mơ cho cuộc đời em chính là Duyên. Cảm ơn em.